sẽ là thử thách dành cho thập niên 80. Ở trên này thì tất cả chúng ta nhìn thấy một cái chiếc TV. Ở thập niên 80 thì ở miền Bắc, những gia đình có điều kiện đấy đúng không? Từ Long, vâng, Quang Minh là dạ, sắm cái TV này. Một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện xung quanh cái TV này. Bây giờ thì chúng ta vào ngay cái thử thách của các bạn. Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là để chỉnh qua kênh khác, thao tác đúng của chiếc TV này là A. Vặn nút xoay, B. Bấm nút, hay C. Sử dụng điều khiển từ xa. Dạ thôi, không cần phải đợi thời gian đâu, chắc chắn là vặn nút rồi anh ạ. Vặn nút xoay. Em có nhà em cái đầu tiên là cái này. Đầu tiên là cái này. Nó chính là cái TV đầu tiên mà nhà em có được. Em là cái người xem rất nhiều. Xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Em còn biết cái thứ tự nút nào là power, nút nào là kênh, nút nào volume cơ. Sao Hồng Vân có ý kiến gì? Câu hỏi cứ như nước chảy chỗ trũng ấy anh ạ. Bây giờ lại đi đố cái ông ngồi ở TV từ năm này sang tháng khác. Dạ không phải đâu, nhưng tháng mà tháng nọ sang năm kia xong rồi. Em lại không được cơ may ngồi trong chiếc TV đen trắng 14 inch vỏ như thế này. Cái này nó đúng như là bộ nhà em bày ngày xưa. Ông phải ngồi ở ngoài trước thì ngắm rồi ông mới vào trong cái TV màn hình LED chứ. Em không ngắm em ở trong đó mà ngày này như này là em ngắm bố em ngồi ở trong đó. Đấy thì thế cho nên biết là phải là nó lúm đúng không? Chắc chắn rồi. Vâng. Thì thưa quý vị, là chắc nhiều quý vị cũng biết là biên tập viên Trần Quang Minh đó là con trai của một người làm truyền hình rất là nổi tiếng, là anh Trần An Duyệt. Bạn ấy nói đúng đấy, cái thời đấy là bạn ấy ngồi để ngắm bố mình ở trên TV. Hồi đấy thì anh Trần An Duyệt, cái độ phủ sóng của anh ấy dày đặc lắm. Anh ấy thì đã mất khá lâu rồi. Thế nhưng mà cái dấu ấn mà anh để lại cho truyền hình Việt Nam rất sâu đậm, thưa quý vị. Và bây giờ Quang Minh khi mà nhìn thấy tất cả những cái này, chắc là nhiều kỷ niệm lắm với chiếc TV này. Thực ra thì rồi, em cứ bình tĩnh đi. Những cái kỷ niệm nó ùa về, bao giờ nó cũng khiến người ta rất là xúc động và đôi khi khó nói nên lời. Đã có những chương trình mà cá nhân tôi chẳng hạn, khi nhớ về một ai đó, về một công việc nào đó thì đúng là tự nhiên mình nó nghẹn hết cả giọng lại và không thể nói được, và phải nhờ tới cái sự cổ vũ, động viên rất nhiều thì mới có thể tiếp tục chương trình được. Xin mời. Vâng. Hồi đấy thì là nhà em cũng không có TV đâu. Nhưng mà cho đến những cái năm cuối cùng của thập niên 80 ấy, thì cái chiếc TV như thế này, 14 inch này, thì là cái TV đầu tiên nhà em có. Để đúng y chang một bộ bàn ghế như thế này. Nhà em ở phố Bát Đàn và có 14m2 thôi. Thì kê đúng như thế này là coi như không còn chỗ nữa rồi. Một cái thềm ở bên là một cái giường nhỏ. Kê một cái tủ nhưng mà nó to hơn cái tủ này một chút. Bởi vì cái hồi đó ở nhà em có cái tủ nó gọi là tủ lệch ấy. Nó như thế này và nó có thêm một cái phần để treo quần áo móc dài. Thì hồi đó bố em đang đi thường trú ở Campuchia. Và bố em cũng về theo cái đoàn quân tình nguyện cuối cùng. Thực ra thì hồi đấy thì chương trình truyền hình không có nhiều. Nhưng mà những cái chương trình như Bông Hoa Nhỏ hoặc là những cái phim truyện vào cuối tuần, phim chủ yếu phim Liên Xô với cả một cái phim của Bulgari, cái chương trình, cái phim trên từng cái số ấy gì đấy là chiều chủ nhật vào lúc 2 giờ là lúc nào cũng xem. Và hơn nữa thì là buổi tối rất là mong được ngồi nhìn thấy bố đưa tin từ Campuchia về, và cả nhà em ngồi xem và rủ hàng xóm xem. Mặc dù cái hồi đấy lên TV chắc chỉ chớp qua thôi, nhưng mà mình cực kỳ tự hào. Mình ra đường mình kể với tất cả mọi người và hỏi xem mọi người có xem TV hôm qua không, có bố lên TV. Nhưng mà hồi đấy không phải nhà nào có TV mà xem. Thế nên là khi mà nói về cái chiếc TV như thế này thì thực sự em rất là nhớ, và em cũng ăn đòn lên bờ xuống ruộng vì cái chiếc TV. Cũng bởi vì là chiếc TV hồi đấy nó là cả một tài sản. Hầu như nhà nào cũng phải mua một cái tấm khăn voan hoặc một cái khăn phủ màu trắng. Lịch sự lắm. Xem xong rồi che đậy lại. Tức là cái thời đấy những cái tài sản như này nó vô cùng đáng quý. Và tất cả những hình ảnh này thì thực sự gợi lại cho em rất là nhiều ký ức. Chắc chắn là vui thì rất là nhiều. Chắc
hoa buồn thì vì em nhớ bố em. Cảm ơn Quang Minh. Anh chắc chắn một điều, không chỉ có một mình em nhớ bố em đâu. Em nhớ bố em như một tình cảm của một người con với một người cha. Anh cũng nhớ bố em lắm, như một đồng nghiệp. Thực ra nó là những cái cảm xúc mà nhiều người không hiểu thì không cảm nhận được. Em hiểu cảm giác của Minh lúc này. Những cảm xúc lẫn lộn nó ùa về, nhưng trên hết tất cả, từ cái tivi này, nhớ bố. Em cũng hiểu cái tình cảm ấy. Mình nghĩ là khán giả truyền hình cũng hiểu, và nhất là anh em trong giới. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Tử Long. Những cái kỷ niệm nó ùa về. Thôi bây giờ cái này nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà để nó thay đổi cái không khí. Có một cái kỷ niệm mà rất vui, không biết là Minh còn nhớ không. Lần đầu tiên tôi gặp Trần Quang Minh ở đài truyền hình, tức là chính anh Trần An Duyệt, mà bố của anh Quang Minh, đưa cậu ấy đến phòng tôi 18 tháng 3 2002. Wow, em nhớ cả ngày 18 tháng 3 năm 2002. Vâng, và khi đấy thì cậu ấy vừa đi du học ở Cuba về. Một thanh niên trông rất trẻ, rất đẹp và rất nhanh. Và vào một cái trông thì biết ngay là con ông An Duyệt rồi. Và anh An Duyệt thì có nói là con trai anh nó vừa ở Cuba về đến để xem chú có chỗ nào có thể là sắp xếp công việc cho nó không. Thế em qua xem hỏi Minh, em bảo em làm được việc gì. Thì cậu trả lời không suy nghĩ, việc gì em cũng làm được. Và tôi thích cái sự tự tin của bạn ấy. Ngay lập tức tôi nói với anh An Duyệt, anh yên tâm, nó đã nói thế rồi thì để nó đấy với em. Và từ đó thì tôi cùng với Quang Minh làm việc. Và quả thực đây là một phóng viên, một biên tập viên rất là nhanh, rất là năng động và rất là nhiệt huyết trong mọi công việc mà cậu được giao. Cho chị nói sớm ơi, dạ. Chị sốt ruột quá đợi. Dạ. Thưa với quý vị là Thanh Hoa rất vinh dự đó, là người có lẽ là đầu tiên được chui vào cái vô tuyến này từ năm. Wow. Thanh Hoa nhớ là Thanh Hoa ở Đài Giải Phóng về là năm 1976 về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì lúc đó thì cái đoàn ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như tất cả đều là diễn viên, vì lúc đấy không gọi, lúc đấy không có bar em, không có gì cả. Và đài truyền hình thì đen trắng, mà cứ đi ba cục gạch thôi. Chỉ được đứng trong ba cục gạch, đến cục thứ tư mà phát là quay vào, ra khỏi quân hình rồi vang vào. Và Thanh Hoa nhớ là cái lần ấy thông báo là hôm nay em lên vô tuyến. Thì cả cái tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam có một cái bé tí y như thế kia, tất cả ngồi xem thì đều nói là ưu tiên. Xin bác ơi, anh ơi cho em ngồi trước, hôm nay em hiện hình. Và các bạn có nhớ rằng từ đầu bắt đầu giới thiệu chương trình ca nhạc thì tất cả cái màn hình nó cứ kẻ đen, đen trắng. Nó cứ trôi tuần tuột. Và đến khi giới thiệu Thanh Hoa thôi thì hồi hộp lắm, chân tay là run lẩy bẩy. Nhưng nó cứ trôi tuột thế này, Thanh Hoa không đỗ một giây nào để nhìn thế nào là Thanh Hoa cả. Cho đến đúng nốt nhạc cuối cùng thì Thanh Hoa đổ lại và đứng nghiêng này, nghiêng này. Đúng như là cô Thanh Hoa vừa chia sẻ về cái chất lượng của cái màn hình. Thực ra thì kỷ niệm vui rất nhiều, nhưng cái này mà chắc chắn tất cả những người nào đã từng có tivi cái thời đấy thì đều hiểu một điều rằng là chúng ta phải lên sân thượng để xoay anten là chuyện rất bình thường. Đúng rồi. Xoay đi. Xoay đi. Được chưa? Ui rồi, em không biết bao nhiêu lần lên sân thượng và em thì gào trên, bố em gào dưới. Được rồi, em vừa định xuống cái không phải đâu, quay lại đi. Em nhìn tất cả các nhà trên mái nhà ấy là hướng anten về một hướng, và em xoay theo hướng đó thì không được, và cứ xoay đến khi nào được chạy xuống nó lại bị nhiễu. Và có lần là em cứ đứng lên trên quay tít thò lò đến như thế, và hết một bản tin thời sự rồi đi xuống, bố em vẫn không hề hài lòng. Vì đúng cũng rồi. Không xem được cái gì cả. Chắc em chắn đấy là vậy. Kỷ niệm mà nhà nào có tivi thời analog đấy. Nhưng mà đấy là ở Hà Nội, còn ở vùng khác nó còn mấy cái hạ dàn ấy. Úi rồi, làm dàn này là Bắc mua. Thì là ở đài Bắc Ninh này, dàn này bắt đài Hà Nội này, dàn này bắt đài Trung ương này. Ôi rồi, nhìn trông như kiểu Zara cũng không mà ngày xưa ấy, bao nhiêu tiền là người ta ngày bây giờ người ta mới độ xe độ cộ, chứ ngày xưa chỉ có độ anten thôi. Đầu tiên ấy là một cái anten rất đơn giản, chỉ 2-3 thanh thôi. Sau đó nâng cấp lên dần vào 9, 10, 11. Nhà em là phải đi ra cái chỗ bán cái điện cơ Thống Nhất cái gì đó, ở chỗ gần chợ Đồng Xuân ấy là mua. Và cuối cùng là gì? Thực ra mà nói là mua về không biết bao nhiêu anten. Còn với em thì hạnh phúc nhất đấy là được bán nhôm vụn của cái anten cũ. Cái đấy với cái thập niên 2000-2010 lạ đâu, nó không hiểu gì đâu. Cháu hiểu ạ. Cháu hiểu à? Tại sao?
Tại vì nhà cháu cũng có tivi này. Cũng có tivi này thôi. Lại không phải là thời 80 mà khoảng từ 91, 92 là có. Vẫn dùng tivi này. Vẫn dùng tivi này. Và hệt đúng nó. Xoay xoay anten. À, chưa phải là điều khiển từ xa các thứ này kia. Sau đấy mới có. Thời đấy thì vẫn phải xem tivi này. Ngày xưa mà có tivi này là quách lắm á. Cả một cái xóm của em luôn là chỉ có hai nhà có thôi. Trong đó có một nhà là có những cái thằng bé nó chạc chạc tuổi em á, là cả một xóm mà ngang ngang tuổi là phải nịnh thằng đó. Nếu như không nịnh thằng đó là tối nó không cho xem. Không cho xem hình nhà đó. À, đúng rồi. Và nhiều nhà phải đi xem nhờ nữa. Nếu mà có phim hay là bóng đá là phải đi xem nhờ đấy. Cá nhân tôi cũng là một nạn nhân của cái anten. Bởi vì tôi, thưa quý vị, là năm 1995, nhà tôi vẫn xem một cái tivi dạng là anten dâu như kiểu thế kia. Và có một lần nó cũng như kiểu Quang Minh ấy, tôi chạy lên trên nóc trên sân thượng để tôi chỉnh anten để xem một trận bóng đá, và cuối cùng là bị sai tư thế và bị thoát vị đĩa đệm, nằm ở nhà mất một tháng bị thoát vị đĩa đệm. Thôi nói như thế thì sẽ có nhiều người lại nghĩ rằng là cái ký ức này thì có gì mà vui vẻ, ký ức này là ký ức buồn, ký ức không đáng nhớ. Không phải, có những cái tivi như thế này, có những cái thời như thế này, và bây giờ chúng ta có cái thời như thế này với những chiếc tivi đủ các loại in 3D, 4D vân vân, thì mới thấy rằng cuộc sống nó thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực. Và chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ như thế, nhưng chúng ta vẫn lạc quan, vẫn yêu đời. Và đấy là cái tinh thần chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Ký ức vui vẻ. Và tại sao nó tên là Ký ức vui vẻ?